Hello, mình xin chào cả nhà một ngày mới tốt lành. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Washington Niềm Vui Cuộc Sống. Nãy giờ thì cả nhà mình cũng coi mình có hai cây nho ha. Cây màu xanh này thì chị bạn cho. Sẵn đây thì em cũng cảm ơn chị Mai đã cho cái cây nho này. 3 năm trồng nó không có trái. Tới khi anh xã mình mua cho mình cái cây nho màu tím cái bên á, thì tự nhiên hai cây nó đều có trái nha cả nhà. Thì năm đầu tiên mình có được trái cho hai loại luôn. Loại màu xanh này á thì nó có hột, nhưng mà ăn nó cũng ngon, chua chua ngọt ngọt. Trái rất là nhiều luôn cả nhà ơi. Cả nhà ơi, bây giờ thì mình bắt đầu thu hoạch nho nha cả nhà. Cây nho này là cây anh xã mình mua cho mình nè, màu tím. Nó không có hạt ở trong năm đầu tiên cho nên nó chưa có đều trái, có trái lớn trái nhỏ xen kẽ nhau nha cả nhà. Bởi vì cây nó còn non, nó chưa được già đó cả nhà. Đây cả nhà coi nè. Cái trái đỏ đỏ nhỏ nhỏ này là trái sim rừng. Lúc mà mình và anh xã vô rừng lấy cây á, thì lấy cái cây sim này về trồng ha cả nhà. Hái mới có mấy chùm mà được rộ rồi nè cả nhà. Nho tím này cũng ra được nhiều chùm lắm cả nhà.
trái có mấy chùm mà được một rổ rồi nha cả nhà. Thích ha. Nho thì ăn như vậy, hoặc là có thể làm rượu. Hôm nay thì mình sẽ không có làm cái món gì về nho, nhưng mà mình sẵn dịp sắp ngày lễ tạ ơn ở Mỹ á, thì mình cũng làm một món thịt bò hầm mà có thể là các bạn sẽ thích. Giờ thì mời cả nhà vô trong nhà để cùng mình làm món thịt bò hầm nha. Món này rất đơn giản. Bạn sử dụng thịt bò. Ở đây mình không thích ăn mỡ cho nên mình dùng loại thịt bò để ăn phở tái đó cả nhà. Và hầm bằng nồi low cook. Mình sử dụng một bình nước dừa tươi. Mình nấu ở chế độ lửa lớn. Và khi sôi mình vặn xuống ở chế độ nhỏ và để cho đến khi chín. Nếu bạn thích có nhiều nước để chấm bánh mì, bạn cũng có thể cho thêm nước dừa. Để cho nước thơm, bạn cho thêm một củ hành sắc lát. Khi hành chín thì bạn cho cái loại barbecue sauce vô. Bạn cho vô khoảng 1 muỗng canh là được rồi nha. Sau đó nếu mà mình muốn ăn đậm đà hơn thì mình có thể cho thêm, nhưng mà lúc đầu thì chỉ cho 1 muỗng canh thôi. Và cứ để như vậy hầm cho đến khi nhừ. Thì bạn sẽ cho 1 muỗng cà phê muối vô. Cộng thêm 1 muỗng bột nêm nữa là được rồi. Như vậy chúng ta đã có một món thịt bò hầm rất ngon. Nếu bạn thích thì bạn hãy cùng bắt tay vào làm nhé. Chúc các bạn thành công. Sau khi đã chín mình sắc lát. Muốn ăn thêm sốt barbecue thì cho vô. Món này ăn chung với khoai tây nghiền và các món rau trong ngày lễ Thanksgiving, tức là ngày lễ tạ ơn. Mình xin chân thành cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương ủng hộ kênh của mình. Mình xin chào tạm biệt cả nhà ở đây và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Happy Thanksgiving to everyone in America. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.